Ly Kỳ, chuyện Tôn Tẫn đắc đạo thành tiên. Câu chuyện đắc đạo thành tiên của Tôn Tẫn, đệ tử chân truyền của Quế Cốc Tử, khiến hậu thế phải sửng sốt. Nhưng đó không phải là một truyền thuyết. Tôn Tẫn sống vào khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Ông là người nước Tề, là một quân sư, nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc. Tương truyền, Tôn Tẫn là con cháu của nhà quân sư nổi tiếng Tôn Vũ, vốn được truyền dạy về binh pháp Tôn Tử. Ông cùng với Bàn Quyên là học trò môn binh pháp của Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Năm đó khi Tôn Tẫn xuống núi, Quỷ Cốc Tử bảo ông đi hái một cành hoa để bói quẻ coi tốt xấu. Tôn Tẫn thấy bình hoa trên án có một nhành hoa cúc, bèn đến rút lấy đem trình thầy, rồi đem cắm trở lại vào bình. Quỷ Cốc Tử đoán rằng cành hoa này bị bẻ, không hoàn hảo, nhưng chịu được sét, dẫu có bị tàn hại cũng không hề gì. Vả lại, cắm trong bình, mọi người đều quý trọng. Cái bình ấy chính là vàng đúc cùng một loại với chung đỉnh. Người sau này chắc sẽ có tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng cành hoa bị ngắt đi, hai lần mới cắm được vào bình yên ổn. Vậy sự nghiệp của ngươi chưa thể đắc ý ngay, cuối cùng mới được toại nguyện ở quê cũ. Vậy ta đổi tên cho, có thể mong tiến thủ được. Tên ngươi là Tần, ta thêm một chữ nhục ở bên tả thành chữ Tẫn. Tên của ngươi từ bây giờ là Tôn Tẫn. Nguyên chữ Tần nghĩa là khách, chữ Tẫn là bị chặt xương đầu gối. Quỷ Cốc Tử tiên sinh đổi tên cho học trò mình như thế là vì sớm biết trước Tôn Tẫn phải chịu cái họa chặt chân. Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ, cũng không cách nào hóa giải được. Chỉ có cách để Tôn Tẫn chịu nạn ấy để trả nợ nghiệp. Trong các đệ tử của Quỷ Cốc Tử, người có thể tu đạo chỉ có Tô Tần và Trương Nghi. Tôn Tẫn căn bản không có cơ hội. Không phải Quỷ Cốc Tử không muốn độ ông, mà thực sự vì kiếp nạn của Tôn Tẫn vẫn còn. Sau khi Tôn Tẫn bị Bàn Quyên hãm hại chịu nạn, bị chặt chân, hoàn trả xong nợ nghiệp, trải qua kiếp nạn, ông mới có cơ duyên đắc đạo. Trong tác phẩm Quỷ Cốc Tử Hữu Chí có chép rằng, trong những năm tháng Tôn Tẫn bị liệt sinh sống trên núi, cơm ăn áo mặc đều được Tề Vương sai người cung cấp. Ban ngày rảnh rỗi không có việc làm, ông thường ra lệnh cho tiểu đồng đánh xe ra ngoài, ngao du sơn thủy, dạo chơi sơn lâm cùng cốc, thăm bạn tìm thầy. Vào một buổi tối trăng sáng vằng vặc, Tôn Tẫn tới du ngoạn ở núi Thạch Lư. Đột nhiên, ông nhìn thấy trên một cái cây ở gần khe suối có một thứ giống như con rồng đang động đậy. Liền ra lệnh cho tiểu đồng tiến lại xem rõ. Tiểu đồng tiến lại thì hóa ra đó không phải là một con rồng mà là Hà Thủ Ô. Tôn Tẫn tiến lại gần để quan sát lá cây, bỗng nhớ tới khi còn ở trong sơn cốc, Quỷ Cốc Tử tiên sinh từng nói rằng trong các loại thuốc thì Hà Thủ Ô là loại tốt nhất. Tôn Tẫn liền sai tiểu đồng đào lấy rễ cũ của loại cây này. Hôm sau, trong lúc Tôn Tẫn đang chăm sóc cây, tiểu đồng vào báo bên ngoài có một ông lão không xưng tên tuổi đang đứng gọi tên của Tôn Tẫn. Tôn Tẫn nghĩ thầm, liệu có phải là ông cụ lông mày trắng ở núi phía đông? Tôn Tẫn liền đích thân ra đón tiếp. Thấy ông lão tay chống gậy đã tiến vào phòng, hóa ra là Quỷ Cốc tiên sinh. Thì ra sau khi Tô Tần và Trương Nghi rời khỏi Quỷ Cốc, Quỷ Cốc tiên sinh đã ngao du sơn thủy, ẩn cư hái thuốc. Quỷ Cốc tiên sinh đi ngang qua nước Tề, nghe tin Tôn Tẫn không muốn làm quan, đã từ quan ẩn cư nơi sơn thủy, do đó ông tìm nơi Tôn Tẫn ở. Tẫn liền mời tiên sinh vào ngồi lên trên,
đến bên bái lại. Quỷ cốc tử thấy Tôn Tẫn đầu gối không linh hoạt, than rằng số trời khó tránh. Uống trà xong, Tôn Tẫn đem Hà Tố Ô trình tiên sinh xem. Tiên sinh xem xong rất mừng nói: hai chân con có thể hồi phục được rồi. Tẫn hỏi: xương gối của con bị cắt mất, thịt đùi cũng bị cắt rồi, sao có thể hồi phục được? Tiên sinh cười nói: con có biết vật này không? Nó hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, linh dịch của núi thạch não đã nhiều năm. Cho dù người già cả uống vào sẽ cải lão hoàn đồng, nữa là ngươi còn trẻ, khí chất thanh tịnh, giữa mắt có ẩn chứa các vân vàng, ắt là người đại thiện, cho nên trời đất không tiếc linh đan để con đắc được. Đây là cái tình của sơn thần đó. Quỷ cốc dạy Tôn Tẫn cách dùng Hà Thú Ô rồi từ biệt ra đi. Tôn Tẫn nói: đệ tử cảm ơn tiên sinh truyền thụ, chưa có ngày báo đáp. Hôm nay tiên sinh đến đây thật vinh hạnh, sao tiên sinh lại vội vàng đi như vậy? Quỷ cốc tiên sinh ghé tai nói nhỏ, rồi tặng cho Tôn Tẫn lọ thuốc. Tôn Tẫn gật đầu thọ lĩnh, rồi tiễn tiên sinh đi. Ông dùng trúc làm dao, cẩn thận cạo bỏ vỏ ngoài Hà Thủ Ô, bỏ vào trong chỏ, thêm nước suối và thuốc tiên sinh tặng, đun sôi 100 độ, đến tối ăn xong rồi ngủ. Sáng hôm sau, đồng tử đến lấy xe, thấy chủ nhân đã bước đi mạnh khỏe rồi. Hôm sau nữa thì không thấy chủ nhân đâu, tìm khắp nơi trong núi cũng không được, bèn bẩm tấu lên Tề Tuyên Vương. Sau này mới biết quỷ cốc tử đã độ Tôn Tẫn xuất thế rồi. Tôn Tẫn đắc đạo thành tiên không phải vì được uống Hà Thú Ô và thuốc của quỷ cốc tiên sinh, mà là vì ông đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Ông không tham luyến phồn hoa cõi nhân sinh, từ quan về ở ẩn, mà một lòng cầu đạo, trả nợ nghiệp xong, lại được thuốc quý lành chân, vẹn toàn thân người, hội đủ duyên mà đắc đạo thành tiên.